Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì chị em mình lại được gặp nhau trong một buổi tiếp cận ngữ văn lớp 9 đúng không? Không biết là ở thời điểm hiện tại thì các bạn đã vào đây xem phần phát trực tiếp của chị chưa ạ? Nào, những bạn đầu tiên vào đây xem phần phát trực tiếp của chị rồi thì các em có thể comment xuống cho chị biết nhá. À rồi, chị thấy các bạn rồi này. Xin chào Gia Hân, xin chào Thảo Vi. Chào các em. Rồi. Ok, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nhá. Nào, thế thì ngày hôm nay á, các bạn đã có cuốn sách giáo khoa bên mình chưa? Hôm qua thì chị dặn là phải chuẩn bị sách giáo khoa thì mới học được mà, đúng không? Thế thì không biết là các bạn đã chuẩn bị sách giáo khoa chưa ạ? Bên cạnh vở ghi thì chúng ta phải nhất định là phải có sách giáo khoa nhá. Chào các bạn, chị sẽ đợi các bạn khoảng 2 đến 3 phút nữa nha. Đồng ý không? 2 đến 3 phút nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài học. Thế thì ở trong giây phút đầu giờ á, các bạn có thể tam bạn bè của mình vào nhá. Tam bạn bè của mình vào để các bạn cùng học với mình. Ok không? Lan tỏa được càng đến nhiều bạn thì chị càng hạnh phúc mà, đúng không? Đâu phải là kiến thức mà chúng ta chỉ giữ cho riêng mình. Chúng ta cũng cần phải chia sẻ, chúng ta cũng cần phải lan tỏa chứ. Rồi, ngày hôm nay thì chị thấy vào nhanh hơn hôm qua này. Đúng không? Nhanh chóng hơn hôm qua này. Hello Thảo An, xin chào em. Đến giờ học rồi, đúng không? Đến giờ vào học rồi đấy. Hãy nhanh chóng vào học nhá. Đó, chị dành thời gian cho các bạn gọi bạn bè của mình vào nhá. Em chưa mua à? Rồi, chưa mua thì ngày hôm nay chị sẽ sử dụng cuốn sách giáo khoa của chị để đọc cho các bạn văn bản nhá. Nhưng mà từ buổi sau thì nhớ là chuẩn bị sách giáo khoa đi. Đó, có sách giáo khoa thì các bạn chủ động hơn rất là nhiều. Các bạn có thể trong cái quá trình mà chị nói, các bạn thấy cái câu nào hay chẳng hạn, các bạn gạch luôn vào trong những cái từ ngữ ấy ở trong cuốn sách giáo khoa của các bạn á. Sau này thì các bạn học dễ dàng hơn nhiều lắm. Rồi, chị chào Ngọc Anh. Xin chào em, xin chào các bạn. Hy vọng rằng là từ bây giờ, có nghĩa là chị em mình học hết buổi hôm nay này, là chúng ta sẽ còn 2 buổi nữa thôi, là buổi ngày mai và buổi tối thứ tư, đúng không? Mong rằng là các buổi như vậy thì các bạn sẽ vào đây nhiều hơn nhá. Đó, để thời gian để vào đây nhiều hơn. Và chị nghĩ rằng là nếu mà không thấy hưởng ứng á, thì chị sẽ xóa video. Được không? Tùy theo cái thái độ học tập của các bạn để chị xem là chị có giữ lại video hay không nhá. Đó, thế cho nên là phải học tập thật là chăm chỉ vào. Không được là chỉ vào đây xong rồi để đấy, khi mà chị hỏi cái gì thì cũng không biết đâu, không tương tác với chị đâu nhá. Rồi, thế thì sẵn sàng học chưa ạ? Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị đầy đủ sách này, bút này, vở ghi chưa? Ngày hôm nay thì các bạn còn thấy rằng là chị đã rất là kỳ công để chuẩn bị cho các bạn một cái phần gọi là chị chuẩn bị trước đấy. Đây là những cái phần kiến thức trước cho các bạn. Sau này khi mà các bạn bắt đầu vào học hoặc là có những cái chiến dịch tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu học kiến thức á, thì các bạn sẽ được học những cái kiến thức như thế này. Và ngày hôm nay thì để chị đã chuẩn bị sẵn kiến thức cho các bạn rồi. Không biết là có bạn nào muốn nhận không? Có muốn nhận cái phần take note này không? Muốn nhận không? Đó, chị đã chuẩn bị hết cho các bạn rồi. Thế mà các bạn mà không học thì chắc là chị không cho được đâu. Chị không cho đâu nhá. Được không nào? Rồi, ok. Xin chào các em. Thế thì bây giờ thì chị em mình sẽ cùng nhau bước vào bài học nhá. Để tránh làm mất thời gian, tránh làm mất thời gian của các bạn. Vậy thì những bạn nào đã có cuốn sách giáo khoa ở trong tay rồi, các em sẽ mở cho chị. Các bạn sẽ mở chỉ văn bản chị em Thủy Kiều ra, được không? Mở chỉ văn bản chị em Thủy Kiều ra. Nào, trang số 81. Trang số 81 nào. Đây, đúng chưa? Đây chính là văn bản chị em Thủy Kiều của chúng mình này. Đó. Nhá. Rồi, thế thì đối với những bạn mà chưa có sách giáo khoa thì hơi bất tiện cho các bạn một chút xíu. Đó chính là các bạn sẽ không có cái cuốn, không có cái ngữ liệu để các bạn có thể theo dõi được. Thế cho nên là chị sẽ đọc trước cho các bạn nhá. Chị sẽ đọc trước cho các bạn phần văn bản này một lượt. Sau đó thì các bạn sẽ chú ý vào, được không? Các bạn sẽ chú ý vào hơn. Nào, thế thì đã sẵn sàng vào học chưa?
À, ở đây thì ngày hôm nay chúng ta còn có cả chị Hải Quỳnh và theo dõi buổi học với chúng ta này. Rồi, xin chào chị Hải Quỳnh. Nào, các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Comment chữ sẵn sàng xuống cho chị xem nào. Nếu mà đã tất cả cũng sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào buổi học, không bị một cái gì đó phân tán nữa nha. Nhá. Rồi, ok. Chị đã nhìn thấy comment sẵn sàng của các em rồi. Thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào buổi học thứ hai. Đó là về văn bản chị em Thúy Kiều nhá. Rồi. Chị em Thúy Kiều, trích truyện Kiều. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương. Khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê. Êm đềm trứng rủ màn tre, tưởng đông ong bướm đi về mặc ai. Các bạn thân mến, vừa rồi chị đã đọc cho các bạn văn bản đoạn trích chị em Thúy Kiều. Vậy thì như chị đã nói với các bạn đấy, đối với phần văn học trung đại, chúng ta sẽ có rất nhiều từ ngữ mà các bạn sẽ phải đi giải thích. Bởi vì sao? Nó là những từ cổ này, nó là những từ mà từ Hán. Thế cho nên là các bạn sẽ không thể hiểu luôn được, hiểu ngay được. Đó, vậy thì nhá, chị em mình sẽ cùng nhau đi giải nghĩa một số những cái từ khó ở trong này để các bạn hiểu hơn về văn bản nhá. Sau đó thì chị sẽ đi nói về văn bản chị em Thúy Kiều hoặc và cũng như là truyện Kiều của Nguyễn Du trong chương trình ngữ văn lớp 9 nhá. Nào, chúng ta sẽ có 14 từ ngữ khó các bạn sẽ cần phải đi giải thích. Từ đầu tiên, Tố Nga. À, ở đây từ Tố Nga sẽ để chỉ người con gái đẹp. Rồi, từ mai cốt cách rồi là tuyết tinh thần, đúng không? Mai cốt cách chính là cái cốt cách của cây mai mảnh dẻ thanh cao, đúng không ạ? Còn tuyết tinh thần muốn chỉ là cái tinh thần của tuyết trắng và trong sạch. Đấy, câu này thì có ý nói là cả hai chị em Thúy Kiều đều rất là duyên dáng, đều rất là thanh cao và trong trắng. Rồi, tiếp đến chúng ta thấy có câu thơ là khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Vậy thì khuôn trăng đầy đặn là như thế nào? Đó chính là cái gương mặt đầy đặn như mặt trăng, rất là tròn. Còn nét ngài nở nang, nét ngài chúng ta có thể hiểu đó chính là cái lông mày của chúng ta ấy, cặp lông mày. Muốn nói rằng là lông mày hơi đậm, cốt tả một cái đôi mắt rất là đẹp. Và cả câu thơ ấy muốn nói vẻ đẹp của Thúy, cùng vẻ đẹp phúc hậu của Thúy Vân. Đó, mắt phượng mày ngài đấy. Có nghĩa là sao? Khi mà đi giải thích một từ ngữ nào đó, các bạn sẽ đi giải thích từng từ một, được không ạ? Từng từ một, đó. Rồi, đoan trang là nghiêm trang đứng đắn, chỉ nói về người phụ nữ đó, người phụ nữ đoan trang chúng ta thường hay nghe thấy, đúng không? Tiếp theo này, làn thu thủy là làn nước mùa thu, nét xuân sơn là nét núi mùa xuân. Cả cái câu thơ ấy muốn nói rằng là cái đôi mắt rất là đẹp, rất trong sáng như làn nước mùa thu, lông mày đẹp thanh thoát như nét núi mùa xuân, như dáng núi mùa xuân. Đó, một hai nghiêng nước nghiêng thành. À, cái câu này thì các bạn được học khá là nhiều rồi, các bạn được nghe khá là nhiều rồi, đúng không? Cái vẻ đẹp gì mà nghiêng nước nghiêng thành vậy? Thế thì ở đây tác giả muốn lấy cái ý của một câu chữ Hán, có nghĩa là ngoảnh lại nhìn một cái thì thành người ta bị siêu, ngoảnh lại nhìn thêm cái nữa thì nước người ta bị nghiêng ngả.
Ý cả câu ở đây muốn nói rằng sắc đẹp tuyệt vời của người phụ nữ có thể làm cho người ta say mê đến nỗi mất thành mất nước, đúng không? Say như đổ điếu đấy. Đó. Rồi, tiếp này. Đây, lầu bực cung thương lầu bực ngũ âm, đúng không? Thế thì lầu bực thuộc lòng các cung bậc, ngũ âm chính là năm cái nốt trong âm sai của nhạc cổ, cung thương dốc chủy vũ. Thì sau này khi mà các bạn học trực tiếp, học cụ thể vào văn bản này, chị sẽ giảng kỹ hơn về những cái cung bậc, đúng không ạ? Cái cung bậc ở trong cái giai điệu, ở trong cái giai điệu cổ, để xem là vậy thì Thúy Kiều đó, Thúy Kiều đã sáng tác cái cung bạc mệnh ấy là như thế nào. Đó, sau này thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn nhá. Đó. Hồ cầm này nó chính là đàn của người Hồ, một thứ đàn giống đàn nhị của Việt Nam và người Trung Quốc thấy xuất hiện ở phương Bắc nên gọi là gì ạ? Là đàn của người Hồ. Đấy, hồ cầm là đàn tỳ bà đấy. Tiếp này, một chương. Các bạn hình dung chị nhá, ở trong văn bản này sẽ có hai cái phần các bạn rất dễ nhầm. Ở đây này, nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương. Chương TR đúng không? Nhưng mà tiếp theo, khúc nhà tay lửa nên chương. Đây lại chương CH. Thế cho nên là khi trích thơ các bạn phải chú ý hết sức cho chị về cái chi tiết này. Nếu không các bạn sẽ nhầm lẫn giữa CH và TR á, là các bạn sẽ bị nhầm lẫn luôn cái phần nghĩa của văn bản đấy nhá. Thế thì nhìn vào đây chị này, một chương là một cây. Sách có câu là gì ạ? Cầm nhất chương, kỳ nhất cục. Đó, đàn một cây và cờ một cuộc. Còn nên chương có nghĩa là thành bài, chúng ta vẫn hay nghe là chương sách, chương vở đấy, đúng không ạ? Một cái chương tùy bút nào đó, đúng không ạ? Đó. Rồi, tiếp đến này, một thiên bạc mệnh. Các bạn nhớ nhá, nhớ này, bạc mệnh là tên, là tên của cái đàn, cái phần nhạc mà Thúy Kiều đã viết. Thế cho nên là phải viết hoa cho chị nha. Rất nhiều bạn học sinh không viết hoa và nghĩ rằng là gì ạ? Nghĩ rằng là bạc mệnh là chỉ nói về cái số phận của Thúy Kiều thôi, chứ không biết rằng là cái bạc mệnh này đó chính là cái tên của cái bản nhạc mà cô Kiều cô ấy đã viết, đúng không nhá? Một thiên bạc mệnh. Bạc mệnh là phận mỏng, ý nói là một con người xấu số đấy. Đó. Lại càng não nhân. Não nhân có nghĩa là làm cho lòng người sầu não và đau khổ. Nào, còn hai cái phần chú thích nữa thôi. Đó chính là chúng ta đọc là có một cái câu là phong lưu rất mực hồng quần. Thế thì hồng quần á là quần đỏ, chỉ phụ nữ. À, ngày xưa người phụ nữ nhà quyền quý ở Trung Quốc thì thường mặc cái quần đỏ mà, đúng không? Rồi, tường đông ong bướm đi về mặc ai. Thế thì cái từ ong bướm này nó muốn chỉ về tình yêu, nhưng có phần không đừng đắn, đúng không? Đó, thì đấy chính là một số những cái từ ngữ mà chúng ta cần phải giải thích. Thế thì quay trở lại cùng với chị với chuyện Kiều của Nguyễn Du, trước khi mà đi vào cụ thể văn bản chị em Thúy Kiều này, cảnh ngày xuân này, hay là Kiều ở lầu Ngưng Bích này, các bạn sẽ được tiếp cận với một cái bài dành riêng cho tác giả và tác phẩm chuyện Kiều của Nguyễn Du. Đó, chúng ta sẽ được đi tìm hiểu tổng quan về văn bản chuyện, về chuyện Kiều, để xem là vậy thì chuyện Kiều này nó sẽ có bao nhiêu phần, đúng không ạ? Tóm tắt tác phẩm này có bao nhiêu phần. Và chính vì từ cái việc tóm tắt này chúng ta sẽ biết được là vậy thì chị em Thúy Kiều nó đang nằm ở cái phần nào của tác phẩm chuyện Kiều của Đoạn Trường Tân Thanh, được chưa ạ? Nhá, thì đấy. Thế thì các bạn nhớ này, chuyện Kiều là một văn bản mà nó để lại cho chúng ta một cái giá trị, được coi là một cái giá trị vượt không gian và thời gian, đúng không? Vượt không gian và thời gian. Thế cho nên là ở đây có rất là nhiều cái mà nó để lại được cho chúng ta rất là nhiều giá trị. Sinh thời thì Nguyễn Du từng đau đớn thốt lên rằng là gì ạ? 300 năm nữa ta đâu biết, thiên hạ ai người khóc tố như, đúng không? Để thể hiện một cái tâm trạng cô đơn đến tuyệt cùng giữa nhân tình thế thái. Tuy nhiên là kể từ khi mà nhà thơ từ giã cõi trần này, cái kho di sản văn thơ vô giá của Nguyễn Du, đặc biệt là chuyện Kiều,
Đó, đặc biệt là truyện Kiều, đoạn trường Tân Thanh đã trở thành một nguồn mạch dân tộc và là một phần máu thịt trong đời sống tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Và truyện Kiều sẽ tiếp tục trường tồn cùng với dân tộc, đồng thời cũng không ngừng lan tỏa và không ngừng được khám phá, đúng không? Thế thì chúng ta có thể thấy là về Nguyễn Du á, các bạn sẽ biết một chút những thông tin về Nguyễn Du để các bạn học truyện Kiều nó dễ hơn nhá. Thì Nguyễn Du sinh năm 1765 và mất năm 1820. Tuy nhiên có một vài tài liệu ở đây á, có một vài tài liệu thì họ cho rằng là Nguyễn Du sinh năm 1766. Thì cái đấy chúng ta cứ tuân thủ theo cái phiên bản của sách giáo khoa nha. Khi mà các bạn đọc tài liệu tham khảo ở trên mạng sẽ có rất nhiều tài liệu mà có nhiều nguồn khác nhau á. Ở nhiều nguồn khác nhau họ sẽ để cái ngày sinh, năm sinh khác nhau. Tuy nhiên một cái lời khuyên mà chị dành cho các bạn là các bạn hãy làm sao ạ? Các bạn hãy gọi là theo cái bản trong sách giáo khoa nhá. Bởi vì chúng ta đang học theo sách giáo khoa mà. Đó. Rồi, tên tự là Tố Như và hiệu là Thanh Hiên. Biệt hiệu là Hồng Sơn Lạp Hộ, Nam Hải Điếu Đổ. Điếu Đồ là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn thời Lê Mạt Nguyễn ấy ở Việt Nam. Ông được người Việt kính trọng tôn xưng là gì? Đại thi hào dân tộc. Thế thì ở truyện Kiều của Nguyễn Du sẽ có rất nhiều điều hay nhất các em ạ. Sẽ có rất nhiều điều hay nhất mà các em sẽ khám phá được. Đầu tiên này, chúng ta sẽ thấy là truyện Kiều là cái thi phẩm duy nhất chắt nhặt những câu thơ thành nhiều bài thơ mới, gọi là hiện tượng tập Kiều. Đó, hiện tượng tập Kiều. Rồi truyện Kiều là thi phẩm dài có nhiều bản dịch nhất ra cùng một ngoại ngữ. Đó, có tới 10 bản dịch khác nhau ra tiếng Pháp thành thơ tự do. Đó, rồi thơ 12 chân hoặc thơ văn xuôi rất là nhiều. Rồi truyện Kiều là cái thi phẩm có nhiều người viết về phần tiếp theo nhất. Đó, đặc điểm là tất cả đều viết bằng thơ. Trong đó thì xưa nhất có Đào Hoa Mộng Ký của Mộng Liên Đình với khoảng 3.000 câu thơ lục bát. Đó. Rồi truyện Kiều của Nguyễn Du là thi phẩm duy nhất mà người ta có thể đọc ngược từ cuối lên đến đầu. Cái này thì các bạn có thể khám phá nhé. Các em có thể tìm mua cuốn truyện Kiều. Tìm mua cuốn truyện Kiều, các em đọc ngược lại. Bây giờ các bạn không đọc xuôi nữa, các bạn đọc ngược lại. Đấy, thế thì đọc ngược để cái câu chuyện của nàng Kiều đúng như cái nội dung trong tác phẩm của Nguyễn Du diễn ra theo chiều của thời gian ấy, ngược lại. Như là chúng ta được xem một cái cuốn phim tua ngược vậy. Và nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế đã làm một việc khá kỳ công là gỡ ra và sắp xếp lại toàn bộ các câu thơ trong truyện tập Kiều á, với 3.254 câu Kiều để có một cái cuốn là truyện Kiều đọc ngược. Và truyện Kiều như được đọc ngược từ cuối lên đến đầu sao cho câu thơ lục bát của Nguyễn Du vẫn hợp vần mà người đọc vẫn thấy thú vị. Đó. Hay là truyện Kiều là thi phẩm duy nhất tạo ra quanh nó cả một loạt những loại hình văn hóa. Các bạn tìm hiểu các bạn sẽ thấy khá là hay nếu mà chúng ta là những người yêu thích văn hóa. Nhá. Rồi, thì đấy chính là về về phần nói qua một chút về những cái thành tựu của truyện Kiều. Thế thì tóm tắt tác phẩm các bạn sẽ có thể theo dõi trong trang số 78 và trang số 79 sẽ là phần tóm tắt tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh nhá, sẽ là phần tóm tắt tác phẩm. Thế thì đối với Đoạn Trường Tân Thanh chúng ta sẽ chia ra thành 3 phần. Phần thứ nhất là gặp gỡ và đính ước. Thế thì ở cái phần này, Thúy Kiều là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, là con gái đầu lòng của một gia đình trung lưu lương thiện, sống trong cảnh êm đềm trướng rủ màn tre bên cạnh cha mẹ và hai em là Thúy Vân và Vương Quan. Trong một buổi du xuân nhân tiết thanh minh thì Thúy Kiều đã gặp Kim Trọng, phong tư tài mạo tót vời. Giữa hai người bắt đầu chớm nở một cái mối tình đẹp. Kim Trọng đến ở trọ cạnh nhà Thúy Kiều, nhân trả chiếc thoa rơi, Kim Trọng đã gặp Kiều, bày tỏ tâm tình và hai người chủ động tự do đính ước với nhau. Đó, đấy chính là phần đầu tiên. Phần tiếp theo ở trong Đoạn Trường Tân Thanh chính là phần thứ hai, gia biến và lưu lạc. Thế thì đối với phần này,
Trong khi mà Kim Trọng về quê chịu tang chú, gia đình Kiều bị mắc oan, Kiều nhờ Vân trả nghĩa cho Kim Trọng, còn nàng thì bán mình chuộc cha. Thúy Kiều bị bọn buôn người là Mã Giám Sinh này, Tú Bà, Sở Khanh lừa gạt, đẩy vào lầu xanh. Sau đó thì nàng đã được Thúc Sinh, một khách làng chơi hào phóng, cứu vớt khỏi cuộc đời kỹ nữ. À, thế nhưng mà thực ra hết sóng gió này thì lại đến sóng gió khác mà thôi. Kiều lại bị vợ cả của Thúc Sinh là Hoạn Thư ghen tuông đẩy đoạn. Thúy Kiều phải trốn đến nương nhờ nơi cửa Phật. Và Sư Giác Duyên đã vô tình gửi nàng cho Bạc Bà, lại tiếp tục một cái phần sóng gió nữa. Bạc Bà là kẻ buôn người giống như Tú Bà trước kia, nên Kiều đã lần thứ hai rơi vào lầu xanh. Và ở đây thì Thúy Kiều đã gặp Từ Hải, một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Từ Hải lấy Kiều giúp nàng báo ân báo oán, nhưng mà lại do mắc lừa tổng đốc Trọng Thần Hồ Tôn Hiến, Từ Hải bị giết. Thúy Kiều phải hầu đàn hầu rượu cho Hồ Tôn Hiến rồi bị ép gả cho Viên Thủ Quan. Và đau đớn tủi nhục, Kiều đã chẫm mình xuống sông Tiền Đường. Nhưng mà nàng lại được Sư Giác Duyên cứu, và lần thứ hai Kiều nương nhờ cửa Phật. Đấy chính là hết phần thứ hai, Gia Biến và Lưu Lạc. Đến phần thứ ba, chính là phần đoàn tụ. Ở phần đoàn tụ này, sau nửa năm về Liêu Dương chịu tang chú, thì Kim Trọng lại trở về tìm Kiều. Hay tin gia đình Kiều bị tai biến và nàng phải bán mình chuộc cha, chẳng đau đớn vô cùng. Tuy kết duyên với Thúy Vân nhưng mà Kim Trọng vẫn chẳng thể nào nguôi được cái mối tình say đắm, mối tình đầu say đắm ấy. Chàng đã quyết cất công lặn lội đi tìm Thúy Kiều. Và nhờ gặp được Sư Giác Duyên mà Kim Kiều đã được gặp nhau, được gặp lại nhau và gia đình đoàn tụ. Chiều ý mọi người thì Thúy Kiều nối lại duyên với Kim Trọng. Nhưng cả hai cùng nguyện ước là duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy. À, đấy chính là hết cái phần, hết văn bản Đoạn Trường Tân Thanh. À, hết tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh. Vậy thì nói ra như vậy để làm gì? Để các bạn biết được là với tác phẩm này chúng ta sẽ phải tóm tắt ra làm bao nhiêu phần. Và khi mà chúng ta đi học các đoạn trích, các bạn sẽ biết được là đoạn trích ấy nằm ở phần nào của tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh. Giống như việc là ngày hôm nay chúng ta nói đến chị em Thúy Kiều, chẳng hạn. À, các bạn sẽ biết được là đây chính là đoạn trích được trích ở ngay phần đầu tiên, đúng không? Ngay phần đầu tiên của tác phẩm. Đó, trích ngay phần đầu tiên của tác phẩm thôi. Đó, nhá. Vị trí nội dung đoạn trích. Đoạn trích chị em Thúy Kiều nằm ở phần 1 của tác phẩm. Đó là phần gì ạ? Vừa nói xong, gặp gỡ và đính ước, đúng không? Đoạn trích ấy đã miêu tả hai bức chân dung xinh đẹp của chị em Vân Kiều, đặc biệt là Thúy Kiều. Đồng thời đây cũng là một văn bản dự báo trước tương lai số phận của hai nàng, đúng không? Của hai nàng. Thế thì để có thể học kỹ hơn, về văn bản này thì các bạn có thể tham khảo. Các em có thể tham khảo tài liệu của khóa học văn VIP, học văn chị Hiên các em nhé. Các bạn sẽ biết được rằng là với mỗi nhân vật, với mỗi phần của đoạn trích chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu về những cái khía cạnh nào. Đây, các bạn có thể xem nhé. Đây chính là cuốn vở luyện viết lớp 9 được tặng kèm khi mà các bạn đăng ký khóa học, khi mà các em đăng ký khóa học. Đó, thế thì đây, đối với văn bản chị em Thúy Kiều, chị sẽ cho mở cho các bạn nhá. Văn bản chị em Thúy Kiều đây rồi. Nào, đó. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là đây, đoạn văn phân tích vẻ đẹp Thúy Vân này, đúng không? Các bạn ở Sở Giáo dục Hà Nội, các bạn ở Hà Nội á, thì các bạn sẽ thi theo dạng đoạn văn, chứ các bạn không thi bài văn đâu nhá. Chị nhắc lại để các bạn lưu ý ngay từ lần đầu tiên, từ những cái ngày tháng đầu tiên khi mà các bạn có cái kế hoạch ôn tập. Có nghĩa là sao? Thi vào 10 ở Hà Nội, các bạn không phải làm bài văn, mà các bạn sẽ tập trung vào một đoạn văn từ 12 đến 15 câu chẳng hạn. Đó, thế cho nên là ngay từ bây giờ á, các bạn sẽ hình thành cho mình cái kỹ năng để có thể làm được đoạn văn tốt đi, học văn tốt đi. Còn các bạn ở tỉnh khác thì các bạn sẽ vẫn làm theo cấu trúc bài văn như bình thường.
Đó, thì các bạn sẽ phải có được những cái phương pháp khác nhau khi mà tiếp cận với những dạng đề khác nhau, các em nhá. Rồi, khi nào thì học chi tiết hả? Học chi tiết thì chị sẽ dạy ở trong khóa học văn VIP các bạn nhá. Học chi tiết thì chị sẽ dạy ở trong khóa học văn VIP, và khóa học này thì sẽ khai giảng vào tháng 7. Vào tháng 7, khai giảng vào cuối tháng 6, và bắt đầu từ mùng 5 cho đến mùng 10 tháng 7 chúng ta sẽ học những bài học đầu tiên. Đó, và bắt đầu ngay với chuyên đề văn học trung đại. Thì các bạn có thể tham khảo khóa học ấy nha. Được không? Rồi. Nào, đối với chị em Thủy Kiều này, nhìn này, ở trong sách giáo khoa, mở sách giáo khoa ra chị trang số 81 đúng không? Trang số 81. Đây. Đầu tiên tác giả nói là gì? Đầu lòng hai ả tố Nga, Thủy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Rõ ràng đây, bốn cái câu thơ này nó sẽ là một cái đoạn rồi, đúng không ạ? Nó sẽ là một phần rồi. Phần là gì ạ? Phần giới thiệu, đúng không? Phần giới thiệu về hai chị em Thúy Vân và Thủy Kiều. Tiếp đến này, Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Thế thì đây lại là bốn câu mà cùng nói về một phần nữa. À, phần này nói về cái gì ạ? Vẻ đẹp của Thúy Vân. Đó, tiếp theo nhá. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương. Khúc nhà tay lửa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Rõ ràng 12 câu thơ tiếp theo nó đang miêu tả về ai ạ? Miêu tả về cô Kiều. Thế cho nên chúng ta cũng có cái nội dung, các bạn cũng chia được bố cục ra rồi. Đó là gợi tả về đẹp nhan sắc và tài năng của Thủy Kiều. Và tiếp đó chính là bốn câu thơ cuối. Phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê. Êm đềm trứng rủ màn tre, tưởng đông ong bướm đi về mặc ai. Đây chính là cái nhận xét chung về cuộc sống và phẩm hạnh của hai chị em Thúy Vân và Thủy Kiều. Đó, vậy thì các bạn có thể xem nhá. Đấy chính là phần chia bố cục về đoạn trích chị em Thủy Kiều. Thế thì để hiểu kỹ hơn, các bạn có thể nhìn vào cái phần mà chị đã tóm tắt lại cho các bạn. Đây chính là cái phần thanh nốt mà chị đã tóm tắt lại cho các em đây. Đầu tiên này, khái quát về vẻ đẹp của hai chị em. Thì chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là mở đầu đoạn trích thì Nguyễn Du đã sử dụng một cái nghệ thuật ước lệ, đúng không? Ước lệ cổ điển để giới thiệu về lai lịch, vị trí trong gia đình và vẻ đẹp của hai chị em. Nó thể hiện ở bốn cái câu ấy. Lai lịch là gì? Họ là hai người con gái đầu trong gia đình nhà họ Vương. Vị trí trong gia đình là gì ạ? Chị là Thúy Kiều, Thúy Vân là em. Thế thì cái vẻ đẹp của hai chị em này là như thế nào? À, chúng ta thấy mai cốt cách thì thanh cao như hoa mai. Đó là một loài hoa mà sắc thì rực rỡ, hương thì quý phái. Tiếp theo này, tuyết tinh thần là như thế nào? Nó là một cái phong thái, là một cái tinh thần trong trắng, tinh khiết như hoa tuyết. Đó. À, ngay từ đấy chúng ta có thể đọc lên, chúng ta thấy được rằng là gì ạ? Cái nhịp điệu 4-4-3-3 ở câu thơ thứ 2 và câu thứ 3 nó nhịp nhàng, nó đối xứng, nó làm nổi bật được cái vẻ đẹp đến độ hoàn mỹ của hai chị em. Và tác giả sử dụng cái lời bình là gì? Lời bình là gì? Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Cho thấy là cái nét riêng từ nhan sắc, tính cách, tâm hồn của mỗi người. Mười phân vẹn mười đó đã tô đậm được cái vẻ đẹp đến độ toàn diện hoàn hảo của hai chị em. Thế thì chính cái lời giới thiệu này, chính ở bốn cái câu thơ đầu này, thì tưởng chừng như là nó ngắn gọn thôi, nhưng mà nó đã mang đến cho chúng ta rất nhiều thông tin phong phú và ấn tượng. Nhất là vẻ đẹp của hai cô, đúng không? Đồng thời nó cũng bộc lộ được cái cảm hứng ngợi ca, cái tài hoa, cái nhan sắc của con người qua nghệ thuật điêu luyện của Nguyễn Du. Nhá, tiếp theo, chị nói qua thôi, chị không giảng kỹ đâu.
Về vẻ đẹp của Thúy Vân thì sao? Bốn câu thơ tiếp. Đây, các bạn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của Thúy Vân này. Tác giả giới thiệu Thúy Vân như thế nào? Vân xem trang trọng khác vời. Đó, câu đầu tiên giới thiệu khái quát cái phong thái của Thúy Vân. Cái từ xem ý, nó thể hiện một cái sự đánh giá mang tính chủ quan của người miêu tả. Rồi cái từ trang trọng, đúng không ạ? Xem trang trọng. Trang trọng cho thấy gì? Cái sự xuất hiện của nhân vật Thúy Vân với cái vẻ đẹp mang phong thái đoan trang, cao sang và quý phái. Nó gợi cho chúng ta một cái ấn tượng rất là đẹp về người phụ nữ trong cái khuôn khổ lễ giáo của xã hội phong kiến, đúng không? Đó. Và sau đó thì, ngay sau đó tác giả đã miêu tả một cách rất là chi tiết, trọn vẹn cái bức chân dung tuyệt vời của nhân vật Thúy Vân qua cái bút pháp nghệ thuật ước lệ. Một cái hình ảnh ẩn dụ mà chúng ta có thể thấy khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Thế thì khuôn trăng đầy đặn là cái gì? Hả? Khuôn trăng đầy đặn các bạn có biết là gì không? Nó chính là cái khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu, xinh đẹp, sáng sủa như mặt trăng rằm. Rồi cái nét ngài nở nang, nó gợi ra cho chúng ta một cái đôi lông mày cong, sắc nét như mày ngài. Cái cặp lông mày ấy tạo nên một cái vẻ đẹp cân xứng hài hòa trên khuôn mặt trẻ trung của Thúy Vân. Đó. Tiếp đến hình ảnh nhân hóa, hoa cười ngọc thốt đoan trang. Hoa cười ngọc thốt là gì? Đó là cái khuôn miệng của chúng ta ấy. Cái khuôn miệng cười tươi tắn như hoa nở. Và cái tiếng nói trong trẻo thốt ra từ hàm răng ngọc ngà. Rồi mây thua nước tóc tuyết nhường màu da đã gợi tả một cái áng tóc óng ả, nhẹ hơn mây, làn da thì mịn màng hơn tuyết. Đó, thì các bạn có thể hình dung ra được là cái bước đầu khi mà chúng ta đi tiếp cận văn bản thì các bạn nhìn vào những cái hình ảnh, đúng không? Phân tích thơ sẽ đi từ những cái hình ảnh, sau đó thì chúng ta sẽ có thể hình dung ra được, chúng ta sẽ có thể suy luận ra được cái nội dung của nó là gì, đúng không? Thì đấy, chị chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi nhá. Chứ khi mà đi học trực tiếp, vào học trực tiếp á, thì chúng ta sẽ được hình dung kỹ hơn, chúng ta sẽ được lắng nghe phần giảng giải kỹ hơn về văn bản ấy. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, chị sẽ lấy ví dụ một cuốn về chị em Thủy Kiều nhé. Đây, đợi chị một chút xíu. Đây chính là bộ tài liệu mà sẽ được tặng rất là nhiều, đúng không? Bộ tài liệu sẽ được tặng khi mà chúng ta đăng ký khóa học văn VIP đây. Đăng ký khóa học văn VIP là sẽ được tặng hai cái cuốn tài liệu như thế này. Một là cuốn vở luyện viết. Hai là bộ tài liệu những kiến thức trọng tâm của văn bản. Tất cả những văn bản thi vào 10 đều có trong bộ tài liệu này nhá. Và chị sẽ tìm văn bản chị em Thúy Kiều cho các em. Đợi chị một chút xíu nào. Đó, rất nhiều văn bản mà. Rất nhiều văn bản đây rồi, Truyện Kiều đây rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Nào, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đây chính là Truyện Kiều nha. Tập tài liệu khi mà các bạn đăng ký khóa học văn VIP. Thế thì đối với chị em Thủy Kiều. Đó. Đối với chị em Thủy Kiều thì chúng ta sẽ có những kiến thức cơ bản như sau. Đây, chị em Thủy Kiều đây. Đó, thì các bạn có thể thấy là ở đây chính là phần kiến thức văn bản mà các bạn sẽ phải học ở trong chương trình ngữ văn lớp 9. Và nếu mà các bạn có được những cái cuốn hệ thống kiến thức như thế này ở trong tay đây nhá. Những cái kiến thức chi tiết các bạn đều có nhìn thấy ở trong này được rồi, đúng không? Kiến thức chi tiết rồi, phần nào là phần trọng tâm. Đấy, phần nào là phần trọng tâm chúng ta đều có ở trong đây hết. Và chị cũng đã gọi là chỉ ra được cho các bạn. Đấy, ghi chú lại cho các bạn để các bạn dễ dàng theo dõi hơn. Thì các em có thể tham khảo nhá. Rất là hay đấy, chị nghĩ cái cách học này rất là hay để dành cho những bạn mà nhìn vào thơ mà các bạn không thích, không biết phân tích như thế nào. Thì đây, thơ đây, có thơ rồi. Có hình ảnh trọng tâm để các bạn chú ý để phân tích rồi. Đó, những hình ảnh trọng tâm thì chị đều gọi là bôi đen vào rồi. Để các bạn biết rằng là mình phải đi phân tích cái phần đó. Và phần đó thì chúng ta sẽ phải phân tích như thế nào? Ship về em nhá, không phải PDF đâu ạ. Sách chị sẽ ship về cho các bạn. Đó, tất cả những cuốn sách được tặng khi mà các bạn đăng ký khóa học văn của học văn chị Hiên thì các bạn đều được ship sách về. Đây, chúng ta sẽ được ship cái cuốn này.
Và các bạn sẽ được ship cả cái bộ tài liệu này. Ok chưa? Đó, bộ tài liệu rất là nhiều tác phẩm trọng tâm đó. Thì đấy, chị lưu ý với các bạn là hiện tại thì khóa học văn VIP của Học Văn Chị Hiên đang được ưu đãi nhá. Khóa học ưu đãi. Ưu đãi từ 2.399.000 xuống còn 2.199.000. Đó, ưu tiên cho những bạn học sinh có ở trong cái chiến dịch này, có ở trong những cái buổi mà học tiếp cận văn chín này. Thì đó nhá, chị và các bạn sẽ được tặng cái gì ạ? Tặng hai cái, đây, một là bộ tài liệu 18 tác phẩm. Đó. Và tặng thêm cái gì ạ? Cuốn vở luyện viết. Vở luyện viết. Ok chưa? Thì đấy, thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học này nhá. Các em có thể nhắn tin trực tiếp về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789, hoặc là nhắn tin cho chị cũng được. Đó, các bạn muốn nhắn tin cho ở đâu cũng được, thì chị đều giải đáp thắc mắc cho các bạn. Đấy, gửi cho các bạn một cái lộ trình học để các bạn bắt đầu là xuất phát sớm đấy. Thế thì quay trở lại nói về chuyện Kiều nhá. Nói về chuyện Kiều thì đây, các bạn có thể nhìn thấy chị đã chỉ ra cho các em rất nhiều rồi, đúng không? Chỉ ra cho các bạn rất nhiều là ví dụ này, Vân xem trang trọng khác vời. Thì trang trọng khác vời nghĩa là gì? Nghĩa là cái phong thái trang trọng. Đấy, đây là một cái câu thơ khái quát. Rồi đến khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Khuôn trăng đầy đặn nghĩa là sao? Nét ngài nở nang nghĩa là như thế nào? Hoa cười ngọc thốt đoan trang. Thế thì hoa cười chị vừa giải thích rồi, ngọc thốt chị cũng vừa giải thích rồi, đúng không? Và tất cả những cái yếu tố đó, nó là yếu tố gì? À, ước lệ tượng trưng cái thủ pháp liệt kê mà tác giả đã sử dụng. Thì đấy nhá, đấy là cách học của các bạn đấy. Các bạn nhìn vào thơ, các bạn sẽ gạch cho chị những cái yếu tố mà các bạn, mà nó là quan trọng để chúng ta đi tập trung vào, đào sâu vào phân tích. Ok không? Nhá, hiểu cách học chưa? Hiểu cách học chưa ạ? Hay là từ nãy mà ngồi nghe mà không hiểu là em phải học như thế nào? Các bạn đã hiểu cách học chưa? Đấy nhá, thì nhớ rằng là học cũng phải có phương pháp. Nếu mà các bạn cứ học gọi là học vẹt á, học theo kiểu như là cô cho chép gì thì học đấy ấy, nó sẽ không hiệu quả đâu. Mà kiến thức ý không phải là kiến thức của các em, nó mới vẫn chỉ dừng lại ở cái việc là giáo viên, là kiến thức của giáo viên thôi. Các bạn phải biết là biến kiến thức ấy thành kiến thức của mình bằng cách nào. Có nghĩa là các bạn phải tự tìm ra cho mình cái phương pháp học nó đúng ý. Đó, mỗi bạn sẽ có một cái phương pháp học riêng. Có bạn thì học qua audio, có bạn thì học qua sơ đồ, hệ thống sơ đồ tư duy. Có bạn thì học vào buổi sáng sớm, cứ đọc đi đọc lại. Có bạn thì học bằng cách gì ạ? À, ghi âm lại. Và sau đó thì mình nghe lại chính cái bài ghi âm ấy của mình. Sau đó thì mình sẽ củng cố lại được kiến thức. Thì chị nghĩ là rất là nhiều cách học hay để các bạn có thể tham khảo nhá. Thì đấy chính là về văn bản chị em Thủy Kiều. Và chắc chắn một điều rằng là chị sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn ở trong khóa học. Đó, chị sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn ở trong khóa học. Thế thì các bạn ơi, ngày hôm nay thì các bạn có muốn nhận cái phần mà chị đã take note sẵn cho các bạn này không? Các em có muốn nhận không? Muốn nhận không ạ? Nào, có muốn nhận cái phần này không? Trả lời xem nào. Buổi học thì cũng đã đi đến những cái giây phút cuối cùng rồi. Đang muốn hỏi xem là bây giờ là có muốn nhận tài liệu không đây? Có muốn nhận tài liệu không đây? Ngày hôm nay yêu cầu để nhận tài liệu thì nó cũng không nhiều lắm đâu. Nó đơn giản lắm. Đó. Nào, thế nào? Thế là bây giờ là muốn nhận tài liệu đúng không? Ok. Muốn nhận tài liệu, chị sẽ cho nhận tài liệu. Sẽ phải làm theo bước sau. Chỉ cần một bước thôi. Chị nghĩ là chỉ cần một bước thôi. Các bạn hãy có thể chia sẻ cho chị những cái cảm nhận của các em. Chia sẻ cảm nhận. Thank you.
Đó. Các em nhớ tag nhá. Học văn chị Hiên. Trung học cơ sở. Đó. Các bạn ơi, ngoài cái tài liệu này á, các bạn còn có thêm một cái tài liệu về phân tích nữa cơ. Để nhận được tài liệu phân tích thì các em sẽ làm cái bước này đó chị nhá. Cái tài liệu phân tích thì các em sẽ nhắn về bếp để được nhận cái bộ tài liệu về phân tích văn bản chị em Thủy Kiều. Đó, thì để làm được, để nhận được tài liệu thì các bạn hãy làm bước sau là chia sẻ một cái cảm nhận của em sau hai cái buổi đồng hành cùng với chị. Sau đó thì các bạn có thể đăng lên trên trang cá nhân, hoặc các bạn có thể đăng vào luôn trong nhóm này đó chị. Các bạn có thể đăng luôn vào trong nhóm nhá. Sau đó thì tăng học văn chị Yên trong cơ sở và chị là được. Là các bạn chỉ cần chụp màn hình lại thôi, các bạn nhắn lên trên bếp là các em hoàn toàn được nhận tài liệu miễn phí, tài liệu phân tích miễn phí. Đồng ý không ạ? Nhớ các bước chưa? Hiểu các bước chưa? Nhá, đừng quên những bước này. Đó, và đừng quên là hiện tại thì học văn chị Hiên đang có khóa học văn VIP ưu đãi. Với giá học là, với giá học phí là 2.199.000 dành cho 10 tháng học. Và mỗi tuần thì các bạn sẽ được học 2 buổi đấy. Học 2 buổi học đấy, 2 buổi trên một tuần, mỗi buổi từ 2 tiếng đến hơn 2 tiếng cơ. Thế cho nên là các bạn hãy tận dụng cái cơ hội này. Khi mà vẫn còn ưu đãi là được giảm 200.000, vẫn còn ưu đãi là sẽ được tặng cái bộ tài liệu 18 tác phẩm, vẫn còn ưu đãi là được tặng vở luyện viết, thì các bạn hãy đăng ký đi nhá, đừng chần chờ. Không thì là sau này khi mà quay trở lại đăng ký thì sẽ không được tặng nữa đâu. Được không nào? Nha. Còn bây giờ thì ngày hôm nay có lẽ là buổi học của chúng mình nó sẽ dừng lại ở đây thôi. Ngày mai thì chị em mình sẽ tiếp tục với gì ạ? Với cảnh ngày xuân nhá. Đọc trước văn bản cảnh ngày xuân cho chị. Đồng ý không? Đọc trước văn bản cảnh ngày xuân cho chị là được. Chị sẽ đăng tài liệu về thanh nốt này cho các bạn. Còn tài liệu về phân tích tác phẩm, phân tích chi tiết tác phẩm thì các bạn sẽ nhắn về bếp để được nhận tài liệu nhá. Sẽ nhắn về bếp để được nhận tài liệu. Ok chưa? Rồi, rất là cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã vào đây học cùng với chị và theo dõi buổi học từ đầu đến cuối. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Và đừng quên nhá, hãy học đi, học tập đi nhá. À, khóa học còn ưu đãi, khóa học sẽ ưu đãi cho đến khi mà kết thúc chiến dịch này. Có nghĩa là tối thứ tư này chị sẽ kết thúc chiến dịch và khóa học sẽ hết ưu đãi rồi đấy. Cho nên là những bạn nào mà muốn tham khảo về khóa học thì các em có thể hỏi chị nhá, hoặc là nhắn tin về bếp và hỏi ý kiến của bố mẹ trước khi đăng ký nhá. Ừ, rồi, bye bye, xin chào tất cả các bạn, bye bye.